Có lẽ là mất nhiều thời gian về cái này quá rồi. Bây giờ thì chắc là các bạn hết rồi đúng không? Vâng ạ. Rồi bây giờ bắt đầu tôi giảng nhá. Thứ nhất là đây là cái khái niệm cấp cứu lúc nãy nói rồi, có lẽ không nhắc lại nữa đúng không ạ? Alo, Vâng nghe ạ. rõ Rồi, thầy ơi, nghe nghe rõ. rõ ạ. Nghe rõ Nha. Rồi bây giờ tôi nói về cái tần suất của thủng dạ dày tá tràng thì nó gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng mà nhiều nhất là từ khoảng 30 đến 50 tuổi. Và theo các cái tác giả, đây là cái tác giả của người Nga, thì người ta nói là cái lứa tuổi khoảng khoảng 20 đến 40 nó chiếm 67%. Theo cái nghiên cứu của bệnh viện Việt Đức ấy, thì người ta tính là trong 20 năm có tới 2.481 trường hợp thủng dạ dày. Đấy, và tuổi trung bình là 38. Như vậy là cũng khá nhiều, và cái tỷ lệ ở người trẻ cũng khá nhiều. Nhưng mà đến ngày nay đấy thì cái tỷ lệ thủng dạ dày thì nó cũng không còn được nhiều lắm, bởi vì chủ yếu là bây giờ các em biết là nó có cái thuốc điều trị dạ dày rất là tốt. Thành ra những cái biến chứng do thủng nó cũng hạn chế đi. Còn y văn thế giới và ở Việt Nam thì người ta nói là nam giới là chính, chiếm tới trên 90%. Và bây giờ cái thủng thì lại hay gặp là do nguyên nhân của ung thư. Đấy. Và lưu ý thì những cái thủng trên nền các cái ổ của hành tá tràng hoặc là u dạ dày thủng một lỗ thì hay gặp hơn là những thủng hai lỗ hay là nhiều lỗ. Và thủng mặt trước của hành tá tràng và vào cong nhỏ thì rất nguy hiểm, bởi vì cái dịch nó sẽ trào vào ở bụng. Đấy. Và một số những trường hợp thì chúng ta có thể gặp cả cái thủng ở mặt sau. Nhưng mà những cái thủng mặt sau ấy thì thường nó có triệu chứng lâm sàng là đau ở cái vùng lưng. Đấy. Nhiều hơn là đau ở vùng bụng, bởi vì nó sẽ liên quan đến tụy và các cái tạng ở vùng đằng sau. Còn thủng hành tá tràng nếu như là kích thước nhỏ và bờ nhẵn thì thường nó có một cái hình tròn. Đấy. Còn ngược lại đối với những thủng dạ dày thì thường là kích thước lớn hơn, và đa số bây giờ thì như ngoài tôi vừa nói là gặp trong những cái bệnh cảnh của ung thư. Ừ. Lâm sàng thì các em biết rồi, các em đã đi lâm sàng rồi đúng không ạ? Lâm sàng nó có đau đột ngột dữ dội như dao đâm. Đấy, thì cái này chúng ta biết rồi. Và những cái người mà khi bị thủng dạ dày ấy, xin lỗi tôi phải lấy cái sạc, không có, tôi sợ hỏng mất cái hết hết nguồn. Em nghe được không ạ? Dạ có ạ. Rồi. Cái lâm sàng thì các em đi lâm sàng các em nhìn thấy rồi. Những cái người mà đau của thủng dạ dày hoặc là hành tá tràng thì bao giờ cái tư thế người ta đi cũng lom khom. Cái này nhìn rất là đặc hiệu. Và thở thì không thở sâu được. Rồi bụng co cứng liên tục và sờ thì cứng như gỗ. Gõ vào những cái trường hợp đặc biệt. Chứ nhiều khi chúng ta biết là nó không phải là thủng lớn ấy, nhất là thủng bịt ấy, thì đôi khi gõ vùng trước gan nó vẫn còn. Đấy. Rồi toàn thân thì có thể có cái hiện sốt rồi là sốc nhẹ. Đấy. Thế về hình ảnh thì các bạn hết sức lưu ý. Chẩn đoán hình ảnh đóng một cái trò khá quan trọng trong chẩn đoán bệnh lý về thủng. Ngoài các lâm sàng như là các em hay đi lâm sàng các em biết rồi, thì cái dấu hiệu về thủng trên chẩn đoán hình ảnh ấy, dựa rất nhiều vào cái trụ bụng không chuẩn bị. Đấy, hay còn gọi là ISP đấy. Theo các cái tác giả người ta tính là có khoảng từ 65 đến 80% thì có hình ảnh liềm hơi ở dưới hoành một hoặc hai bên. Cái hết sức lưu ý là gì?
hết sức lưu ý là cái liềm hơi này đó thì nó phụ thuộc vào cái mức độ hơi nó ra nhiều hay ít trong ổ bụng và cái mức độ dính. Chính vì thế cho nên là những trường hợp mà hơi ra ít ấy, đôi khi nó không lên được dưới vòm hoành. Chính vì thế cái tỷ lệ liềm hơi nó chỉ từ 65 đến 80% thôi, có nghĩa là còn khoảng trên 20% đấy là nó không có liềm hơi mặc dù lâm sàng là có thủng. Cho nên đừng có dựa chắc chắn vào là không thấy liềm hơi mà các em bảo đấy là không thủng thì là sai nhá. Thì đấy là cái hết sức lưu ý, có nghĩa là có một cái tỷ lệ trên 20% là có thủng mà không có liềm hơi đấy. Thế vậy liềm hơi thì các em thấy trong những cái trường hợp mà nó nhiều thì đây trên hình ảnh các em nhìn thấy đấy, chúng ta nhìn thấy cả hai bên đấy, hai bên, bên phải thì nó dễ hơn, lý do là bên phải nó có cái bóng hơi dạng của cái bóng gan đấy, thành ra là chúng ta nhìn thấy cái hình mờ của gan đây, và phía trên của cái vòm gan ấy chúng ta nhìn thấy một cái hình mà nó giống như một cái hình liềm nhưng mà có một cái hình hơi giống như cái hơi của nhu mô phổi nhưng mà nó được ngăn cách bởi nhu mô phổi bởi cái vòm hoành. Đây là cái hình liềm hơi ở phía bên phải đây. Còn bên trái thì chúng ta cũng nhìn thấy cái hình liềm hơi nhưng mà bên trái thường ít hơn, nếu mà cái số lượng hơi nó rất nhiều thì nó mới sang cả hai bên, còn đa số tập trung bên phải đấy. Cái lý do là bởi bên phải nó có cái phần mà gan nó lách ra, thành ra là hơi nó hay lên đây, và những cái thủng thì thường nó hay thủng ở phía bên phải nhiều hơn, thành ra hơi nó hay lên bên phải nhiều hơn đấy. Trừ những trường hợp nó nhiều thì nó sang cả bên trái. Và bên trái thì các bạn phải hết sức lưu ý để phân biệt giữa cái liềm hơi của thủng với lại cái hơi của cái dạ dày đấy. Và một số những cái trường hợp phải phân biệt với cả cái hơi của cái đại tràng. Thì cái lý do phân biệt là chúng ta phải lưu ý là gì, nếu như dạ dày thì khi chụp ở tư thế đứng hoặc ngồi đấy nó sẽ nằm ở phía dưới, còn cái liềm hơi nằm phía trên. Còn nếu như chúng ta không thấy cái hình ảnh của liềm hơi mà chỉ thấy bên phải thì tức là nó chỉ có một bên thôi. Còn cái bệnh nhân này thì cái ảnh liềm hơi nó rất là điển hình. Khi người ta chụp người ta thấy cả cái liềm hơi ở đây, nhưng cái này liềm hơi nó còn có cả mức nước mức hơi, tức là cái thủng rất là rõ ràng, nhưng mà cái thủng này nó gây ra cái dịch trong ổ bụng và nó tạo ra cả một cái mức nước mức hơi ở cái chân của cái liềm hơi này đấy. À đây tôi muốn nói tức là có một cái tỷ lệ khoảng 8 đến 15% là thủng bệt. Thủng bệt nghĩa là gì? Tức là một cái lỗ thủng nó không quá lớn, thành ra khi mà hơi nó đi ra nhưng đồng thời kể cả thức ăn nó cũng có thể đi ra theo, và thức ăn đi qua nếu như mà nó thức ăn nó ở những cái mảnh lớn quá thì bản thân cái thức ăn nó cũng bịt lại, và cũng có thể có cả cái mạc nối, mạc những cái mạc treo của ruột đấy, theo cái cơ chế phản ứng viêm thì nó cũng có thể nó đi đến nó bịt lại cái lỗ thủng, thế thành ra nó gây ra một cái hiện tượng nó gọi là thủng bịt. Vậy để chẩn đoán những cái trường hợp mà không có liềm hơi mà lâm sàng rất điển hình của một cái thủng tạng rỗng thì đôi khi người ta làm một cái phương pháp, đấy là người ta hút dịch, phải hút từ khoảng 300 đến 500 ml hơi, bơm phải hút tất cả cái dịch ở trong dạ dày, xong đấy bơm từ 300 đến 500 ml hơi vào trong dạ dày. Nhưng mà hết sức lưu ý là trước khi bơm chúng ta phải hút hết tất cả dịch trong dạ dày ra, kể cả thức ăn, kể cả dịch, bởi vì nếu không vô tình chúng ta bơm thì cái dịch đó và cái thức ăn đấy nó vào trong ổ bụng thì nó gây ra cái viêm phúc mạc nặng nề hơn. Thế còn cái vai trò của chụp cắt lớp vi tính, thật ra thì đối với chẩn đoán thủng tạng rỗng thì quan trọng nhất là trên chụp X-quang thường quy, tức là ISP như mà tôi vừa nói. Thế nhưng một số những cái trường hợp thì người ta vẫn phải dựa vào cái chụp cắt lớp vi tính. Lý do là gì? Lý do là người ta có thể tìm những cái hơi mà nó không lên cái vùng vòm hoành, đấy, nó nằm ở trong ổ bụng. Đấy. Hai nữa là người ta xem là có nhiều dịch hoặc những phản ứng viêm gì đó ở trong bụng hay không. Thì những trường hợp như vậy là người ta sẽ phải dùng cái chụp cắt lớp vi tính. Thế chụp cắt lớp vi tính thì về hình ảnh nói chung là nếu như các em không quen thì nó sẽ hơi khó. Bởi vì sao? Bởi vì các em phải biết là hơi thì nó tạo thành một cái hình đen. Mà hơi nó tạo hình đen
thì những cái hơi trong ruột nó cũng tạo thành hình đen. Tôi lấy ví dụ đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân có một cái thủng tạng rỗng rất điển hình. Đấy. Thế thì chúng ta nhìn thấy một cái hình hơi đây. Đấy. Một cái hình hơi đây. Hơi nằm cả hai bên. Và khi bệnh nhân ở tư thế nằm thì hơi nó đưa lên phía ở trên, tức là nó nằm ở xa phía bụng trước. Và chúng ta thấy cái hơi nó nằm ở trong ổ bụng chứ không phải hơi nằm ở trong quai ruột. Ngược lại, em nhìn xuống cái hình dưới này. Thì đây là toàn bộ cái hơi ở trong ổ bụng, tức là cái hơi tự do trong ổ bụng. Đấy. Nhưng ngay phía dưới cái hơi trong ổ bụng chính là cái phần của dạ dày đây. Hơi này nằm trong dạ dày và chúng ta có nhìn thấy cả cái lớp niêm mạc của dạ dày. Đấy, các em có nhìn thấy không ạ? Có nhìn thấy không ạ? Có bạn nào thử nói xem có nhìn thấy không? Đã có. Đấy. Nhìn thấy phải không ạ? Thế thì chúng ta biết là đây là cái chẩn đoán thủng tạng rỗng, mà cái hơi ở phía trên đây này là cái hơi tự do trong ổ bụng. Còn cái hơi ở phía dưới là cái hơi nằm trong ruột, cụ thể đây là trong dạ dày. Ngoài ra chúng ta còn nhìn thấy cả cái hơi nằm trong đại tràng này. Đấy. Cái hơi đại tràng là cái hơi mà chúng ta thấy nó nằm một cái vùng đây, xung quanh đây nó có một chút các cái thức ăn hoặc là phân. Đấy. Thì đấy là những cái lưu ý khi đọc cái, và đặc biệt chụp cắt lớp vi tính thì nếu như muốn xem cái hơi này như thế này thì người ta phải lấy ở cái cửa sổ mà các em nhìn thấy nó không giống như là những cái cửa sổ bình thường, mà đây là cái cửa sổ mà cửa sổ để xem hơi. Đấy, xem hơi. Tức là chúng ta không nhìn rõ được cái gan, không nhìn rõ được cái thận đây. Đấy, kể cả cái tụy đây cũng rất khó nhìn. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn cái hơi rõ bởi vì đây là phải thay đổi cái cửa sổ để xem đánh giá cái hơi. Đây. Đây là một cái bệnh nhân nam 41 tuổi, đau vùng thượng vị đột ngột, bụng mềm, có phản ứng khắp bụng. Đấy, thì không biết là các em có nhìn thấy cái này nó có rõ không?